Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm làm việc tại Australia. Theo đó, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm việc với thị trưởng thành phố Melbourne. Tại đây, bà Sally Cup, thị trưởng thành phố Melbourne, đề cập đến những kết quả hợp tác giữa bang Victoria và thành phố Melbourne với thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, thành phố sẽ tập trung phát triển đô thị, thu hút đầu tư, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Những lĩnh vực này cũng là thế mạnh của thành phố Melbourne. Vì vậy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hai thành phố lựa chọn những lĩnh vực cùng quan tâm để triển khai thành các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc với cơ quan xúc tiến đầu tư Invest Victoria ở thành phố Melbourne, Australia nhằm trao đổi về kinh nghiệm thu hút đầu tư và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tiếp chuỗi hoạt động tại Australia, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của bang Victoria. Đây là mô hình rất hiệu quả về kết nối ba bên, chính quyền, cơ sở giáo dục, đào tạo doanh nghiệp trong ươm mầm các doanh nghiệp khởi nghiệp. Sau đó, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia là cầu nối chất xúc tác góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với Australia.